vì sao Bộ Công an không xử lý tin đồn xấu về ông Bảy Phúc như đại gia Minh Soải. Những ngày gần đây trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng tin đồn Nhất Trụ Kình Thiên đang áp đảo dư luận. Theo đó, công chúng đều rất quan tâm đến thông tin ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân bị cáo buộc nhận quà của bà trùm Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát với số tiền lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, các cáo buộc khác còn khẳng định ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị khởi tố vì tội nhận hối lộ. Bà Trần Thị Nguyệt Thu cũng can tội lũng đoạn thị trường chứng khoán, mà theo đó Bộ Công an đã có đầy đủ bằng chứng. Theo đó, hồ sơ điều tra cho thấy trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, bà Thu đã lợi dụng quyền lực của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thu lợi đến 12.000 tỷ đồng, tức là tương đương gần 500 triệu đô la. Những điều việc kể trên chỉ là tin đồn, nhưng rõ ràng đã ảnh hưởng đến uy tín của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói riêng và của Đảng nói chung. Trước đây, ông Nguyễn Xuân Phúc từng tuyên bố với công luận rằng khẳng định là gia đình và vợ con ông không liên quan đến công ty Việt Á. Bản thân ông cũng chưa từng gặp Phan Quốc Việt, tổng giám đốc của Việt Á. Vấn đề là vì sao tin đồn liên quan đến một nhân vật từng giữ hai chức vụ trong tứ trụ lại không có thấy có sự bác bỏ cải chính từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông hay Bộ Công an. Trong khi cách đây chưa lâu, vào ngày 1 tháng 4, mạng xã hội cũng rộ lên tin đồn liên quan đến ông Dương Công Minh. Theo đó, Facebook Thắng Đặng đã đăng tin ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà trùm Trương Mỹ Lan và một số thông tin khác. Lập tức, truyền thông nhà nước được huy động vào cuộc và mở hết công suất để đập tan tin đồn, bảo vệ cho đại gia Dương Công Minh. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an khi đó, cũng lập tức lên tiếng bác bỏ tin đồn này, và Bộ Công an cũng ngay lập tức có biện pháp xử lý đối với một số người chia sẻ các thông tin bất lợi trên. Công luận đặt câu hỏi là tại sao, vì lý do gì chính quyền Việt Nam và Bộ Công an đã để xảy ra tình trạng nhất bên trọng, nhất bên khinh như vậy? Tại sao ông Phúc, một lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước, lại không được bảo vệ như đại gia Dương Công Minh? Nếu so sánh về sự lắm của nhiều tiền giữa đại gia Dương Công Minh và ông Bảy Phúc thì chưa hẳn ai giàu hơn ai. Nhất là có những tin đồn nón cho rằng gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc sở hữu khối tài sản có thể lên đến cả hàng trăm ngàn tỷ đồng. Các cáo buộc cho rằng gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc là trùm cuối của đại án Việt Á, là chủ sở hữu của 80% cổ phần còn lại của tập đoàn do Phan Quốc Việt, một đồng hương Quảng Nam làm chủ. Là câu hỏi mà công luận mong muốn ông Tô Lâm có câu trả lời cụ thể. Tân Tổng Bí thư sẽ khẳng định sẽ tiếp tục chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Do đó, ông Tô Lâm chắc chắn sẽ quyết liệt thực hiện điều tra để đáp ứng mong muốn của công luận. Mặt khác, việc trả lời câu hỏi trùm cuối của đại án Việt Á, kẻ sở hữu 80% cổ phần Việt Á, sẽ giúp cho Tô Lâm lấy được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Theo công luận, khó khăn mà ông Tô Lâm phải vượt qua đó là đã khui thì phải khui cả các nhân vật lãnh đạo cao cấp như Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, kể cả vụ bê bối Sipucha để khẳng định quyết tâm có chết cũng không thoát tội. Tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nếu giải quyết xong những vụ việc kể trên, tên tuổi của ông chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin vì sao Bộ Công an không xử lý tin đồn xấu về ông Bảy Phúc như đại gia Minh Soải. Vì sao việc lãnh đạo Việt Nam làm gián điệp cho Trung Quốc chỉ là chuyện nhỏ? Tình trạng cán bộ nhà nước, kể cả các lãnh đạo Việt Nam, làm gián điệp cho Trung Quốc không phải là hiếm. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại Hội Hà Nội, bị cáo Nguyễn Hoàng Dương, một cán bộ công an đã bị đưa ra xét xử vì hành vi làm gián điệp cho Trung Quốc là một ví dụ. Mới đây nhất, vào ngày 8 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra thông báo cựu giám đốc công an Lạng Sơn Thái Hồng Công, 58 tuổi, bị đề nghị kỷ luật. Lý do đưa ra rất chung chung là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống và gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, địa phương và đơn vị công tác, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên giám đốc công an Lạng Sơn Thái Hồng Công nhưng lại lúng túng không công bố là tội danh gì, làm gián điệp cho Trung Quốc hay tham gia bảo kê cho buôn lậu. Đây là một vấn đề rất nhạy cảm vì liên quan đến an ninh quốc gia. Thông tin kể trên hoàn toàn trùng khớp với tin mà Thời báo .de đưa ra cách đây hơn 3 tháng về vụ Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn bị bắt. Theo đó, một loạt lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn,
từ giám đốc cho đến các phó giám đốc và các trưởng phòng cùng bị cáo buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Vào tháng 5 năm 2024, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn kể trên. Tiếp đó, Bộ Công an ra thông báo sử dụng bổ sung nhân sự điều hành điều ông Vũ Như Hà là phó cục trưởng C03 về làm giám đốc Công an Lạng Sơn thay cho ông Công, nhưng không cho biết lý do. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn công bố lý do chung chung là ông Thái Hồng Công có hành vi vi phạm hình sự. Công luận nhận định chuyện làm gián điệp với Trung Quốc của các cán bộ công an nói riêng hay của lãnh đạo cấp cao Việt Nam nói chung không phải là hiếm. Không phải ngẫu nhiên, đầu năm 2017, trong một clip lan truyền trên mạng xã hội, Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã từng tiết lộ vấn đề trên rất rõ ràng. Theo đó, trong một buổi nói chuyện nội bộ, Tướng Trương Giang Long tiết lộ về tình trạng Trung Quốc lôi kéo nhiều quan chức Việt Nam nằm ngay trong bộ máy đảng và chính quyền tham gia hoạt động gián điệp cho Bắc Kinh. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng Tổng Trọng là một nhân vật thân Bắc Kinh, bị đánh giá là thái thú của Trung Quốc ở Việt Nam. Với sự lãnh đạo của ông Trọng trong 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, Việt Nam thực sự trở thành một bản sao của Trung Quốc. Cụ thể, ông Trọng cóp nhặt nguyên bản từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, từ chuyện đà hổ diệt ruồi cho đến nhốt quyền lực vào cái lồng. Hơn nữa, Tổng Trọng còn chủ trương đưa Việt Nam đi theo kế hoạch vành đai và con đường của Trung Quốc để cùng Trung Quốc xây dựng cái gọi là cộng đồng chia sẻ tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo học giả Trương Nhân Tuấn chia sẻ, tư tưởng của ông Trọng nếu có là tư tưởng trừ hậu. Chuyện ông Trọng đổ lệ khi đọc diễn văn trước mặt ông Tập trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 12 năm 2024 đã khiến người ta hoài nghi. Điều này được chứng minh qua tấm hình bà Ngô Thị Mận, vợ ông Trọng, phủ phục chức sứ giả Trung Quốc Vương Hữu Ninh trong đám tang của Tổng Trọng. Ông Trương Nhân Tuấn nhận xét, chỉ có chư hầu mới phủ phục trước thiên triều. Đó là lý do vì sao trên mạng xã hội có nhiều người cảm thán Tổng Trọng, người đứng đầu hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, lúc sinh thời còn được mệnh danh là thái thú, thì chuyện các cán bộ cấp cao của Việt Nam làm gián điệp cho Trung Quốc cũng chỉ là chuyện rất nhỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vì sao việc lãnh đạo Việt Nam làm gián điệp cho Trung Quốc chỉ là chuyện nhỏ. Việc kỷ luật Lê Minh Khái có liên quan gì đến bà Trương Thị Mai hay không? Việc Tô Lâm cho trảm ngay 4 lãnh đạo cấp cao sau khi vừa nhận chức Tổng Bí thư được cho là giết gà, dọa khỉ, đồng thời cho thấy tình trạng đấu đá ở thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang tiếp diễn trong thời gian tới. Đáng chú ý, trong 4 nhân vật lãnh đạo bị xử lý đợt này có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, cựu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Khái đang giữ các chức vụ như Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng trước khi bị kỷ luật. Thông cáo của kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 8 tháng 8 kết luận Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có vi phạm trong dự án khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, cơ quan này đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật ông Khái do có liên quan đến đất đai, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo giới thạo tin, ông Khái đã nhận khoảng 2 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan của dự án khu đô thị Đại Ninh. Trước đó vào tháng 4 năm 2024, vụ việc tại dự án Đại Ninh đã khiến cho Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị bắt giam và khởi tố. Vẫn theo giới thạo tin, một trong những lý do khiến Tô Lâm cho xử lý Phó Thủ tướng Khái ngay trong ngày đầu nhậm chức có liên quan đến bà Trương Thị Mai, cựu Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, người đã bị xử lý kỷ luật tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13. Theo đó, bà Mai đã nhiều lần thúc ép và đe dọa các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, buộc họ phải tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Chí và bà trùm Trương Mỹ Lan. Đổi lại, bà Trương Thị Mai được ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, biếu một khu biệt thự khủng ở Sài Gòn với giá khoảng 2 triệu đô la từ tiền hối lộ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hơn thế nữa, theo giới thạo tin, bà Mai được cho là bà trùm của Tổng Chỉ huy Bộ máy Chính trị tại tỉnh Lâm Đồng. Bà Trương Thị Mai từng được đánh giá là sẽ tiếp tục đảm đương chức chính trách lớn sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị mất chức. Trong khi đó, truyền thông quốc tế cho rằng bà Trương Thị Mai viết đơn xin nghỉ vì đã quá chán ngán và không chịu nổi áp lực của cuộc đấu đá nội bộ giữa các đồng chí của mình, đặc biệt là sự lộng hành của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo đài BBC chia sẻ, thì dù Tổng Trọng muốn giữ bà lại nhưng nhận được câu trả lời rằng tôi không được khỏe và tôi đã mỏi mệt với trò chơi quyền lực này rồi. Đó là lý do trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15
vào ngày 20 tháng 5 theo kế hoạch có nội dung bầu hai chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đã bị bỏ trống, bà Mai dứt khoát bảo lưu ý kiến nếu bị ép vào ghế Chủ tịch Quốc hội thì sẽ xin nghỉ ngay lập tức. Theo giới thiệu tin, bà Trương Thị Mai sợ ông Tô Lâm phật ý nổi xung và sẽ ra tay với bà như đã từng xử lý Vương Đình Huệ. Cuối cùng thì bà Mai cũng chạy trời không khỏi nắng tại Hội nghị Trung ương 9 vào ngày 16 tháng 5. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo Ban chấp hành Trung ương đánh giá, bà Trương Thị Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, bà Mai đã có một số vi phạm khuyết điểm làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Theo thông báo của Đảng thì nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, bà Trương Thị Mai đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác. Đây là một trong những bằng chứng để khẳng định rằng không có bất kỳ một lãnh đạo Đảng nào và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương thực sự trong sạch cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin sau khi kỷ luật Lê Minh Khái, vì sao Trương Thị Mai là món nợ phải đòi tiếp theo của Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.